Hôm nay, Nightside xin hướng dẫn cả nhà cách vẽ logo của Vietcombank 100% bằng PowerPoint. Và như thường lệ, bắt đầu video của Nightside luôn là một đoạn intro đỉnh cao. Ở đây, mình đã thiết kế hơn 935 animation trên PowerPoint để qua đó dành tặng một món quà nhỏ tới Vietcombank. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào phần vẽ hình khối, chọn hình tam giác và giữ shift để vẽ được hình khối đều. Sau đó, chúng ta sẽ xoay hình tam giác xuống phía dưới theo hướng của logo. Bước kế tiếp, chúng ta nhấn chuột phải vào hình khối, chọn edit point để điều chỉnh cắt đỉnh của tam giác. Chúng ta sẽ di chuyển điểm mở đáy sang bên phải một chút. Sau đó rồi, chúng ta giữ shift kéo điểm trắng về bên phải để tạo ra đường cong về hai phía. Chúng ta chọn tiếp điểm đen ở đỉnh phía trên, rồi lại giữ shift kéo điểm trắng để tạo đường cong. Và chúng ta sẽ lặp lại các bước tương ứng với đỉnh còn lại. Chúng ta sẽ được một hình khối tương đương với logo của Vietcombank. Tiếp theo, chúng ta sẽ cần thêm hai hình khối nữa để tạo ra logo có chiều sâu giống như của Vietcombank. Chúng ta sẽ giữ Ctrl kéo hình sang bên phải để nhân đôi, rồi tô màu nền khác để tạo sự phân biệt. Sau đó, chúng ta giữ shift kéo góc để thu nhỏ và giữ nguyên được tỷ lệ. Chúng ta di chuyển sao cho hai hình lồng vào với nhau. Chúng ta xoay hình khối sang bên phải một chút, rồi di chuyển và thay đổi kích thước sao cho hai hình chạm đỉnh với nhau. Bước kế tiếp, chúng ta giữ Ctrl Shift di chuyển hình khối để nhân đôi thêm hai hình nữa. Chúng ta đổi màu nền của hình thứ ba, rồi di chuyển sao cho hai hình khối cắt nhau. Chúng ta nhấn ra ngoài để bỏ chọn. Sau đó chúng ta giữ Shift chọn hình trên trước, chọn hình dưới sau. Chúng ta vào Merge chọn Intersect để cắt lấy phần giao nhau. Chúng ta đổi màu nền thành màu trắng rồi di chuyển sao cho trùng khớp với hình ban đầu. Cuối cùng, để tạo được giải chuyển màu giống như logo của Vietcombank, chúng ta sẽ nhấn chuột phải vào hình khối và mở Format Shape. Trong bảng mở ra, chúng ta tích chọn Gradient Fill. Chúng ta chọn cột màu ở giữa, rồi nhấn nút xóa để giữ lại hai cột ở đầu và cuối. Chúng ta chọn cột màu đầu tiên, vào bình sơn, chọn Eyedropper, rồi chấm lấy màu xanh sáng ở trên logo. Chúng ta chọn cột màu cuối, rồi làm bước tương tự để lấy màu xanh tối ở trên logo. Chúng ta chọn hướng chuyển màu là chéo xuống phía dưới, và thêm một cột màu ở giữa để giải chuyển màu trở nên mềm mại hơn. Chúng ta sẽ chọn mảnh còn lại, tích chọn Gradient và chọn hướng là từ trái qua phải. Ngay lập tức, chúng ta sẽ được giải chuyển màu giống hệt như logo của Vietcombank. Và Nightside xin đính chính là kết quả sẽ có tỷ lệ tương đối với logo nguyên bản của Vietcombank. Mục đích chính mà Nightside hướng đến trong video này đó là giúp chúng ta làm chủ được tư duy ứng dụng công cụ Edit Point, Merge và Gradient của PowerPoint để sáng tạo mọi hình khối và đối tượng phức tạp trên slide. Nếu thực sự chúng ta biết cách tận dụng tối đa sức mạnh của PowerPoint thì gần như chúng ta có thể thiết kế mọi ấn phẩm bằng PowerPoint. Và bí quyết để sáng tạo nên những phân cảnh intro cực kỳ tuyệt vời và đột phá này cho logo của công ty chúng ta thì mình xin phép được bật mí trong khóa học thiết kế PowerPoint của Nightside nha. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Nightside để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Nightside, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.